Chú, xe bị gì chú? Xe này bị giật nhọn đâm thủng rồi. Cô nghe chưa? Tôi không nghĩ là anh đâm thủng cái bánh xe của tôi luôn á. Tôi lấy gì đâm thủng bánh xe cô? Chìa khóa. Không ngờ cô nghĩ được vậy luôn á. Ủa chứ sao? Cô là cái thứ gì á? Thứ gì là thứ gì? Nè, hai đứa kia có sửa xe không? Dạ có. Đi trẻ giờ dễ gây rồi đúng không? Bởi vì người ta nói tuổi trẻ bây giờ còn nhỏ mà yêu đương nhau sớm á, kiểu này mai mốt gây lộn chia tay bây giờ y chang như tôi hồi đó luôn. Chú còn dưới đây yêu nhau, con nói cho chú biết nha, trên đời mà có chết hết thì chăng nữa, có tận thế tới nơi con cũng sẽ không bao giờ yêu cái thằng này. Cái gì? Cô nói bằng thằng? Tôi nói thằng nào thằng đó biết.